hát câu âu ơ nhớ nhau. Chim chiều lẻ bạn ngoài sông, ai còn mong đợi người dưng. Bà ơi. Dạ ông kiếm ai? Tôi. Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm rất quên nhau. Gặp gì vậy bà? Diễn sâu. Chi vậy? Đã diễn thì diễn cho sâu, huấn luyện viên thấy biết đâu chọn mình. Bà nhớ tôi không? Tư vây nè. Vây. Tư vây. Hai vây xinh xinh là ca vàng bơi trong bể nước, ngồi lên lặn xuống ca vàng. Vây tôi là vây tiền chứ đâu phải là vây cá đâu. Còn bà là bà Tám Lũ quê ở Bạc Liêu nè. Tôi nào có Bạc Liêu, ông nhầm rồi đó. Vậy bà ở đâu? Ông đoán nha, ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nói vui đôi bờ sông Hậu Giang, Sóc Trăng đón chờ, nghe lời rau, cô nàng mang bánh ngon, mua giùm em bánh tráng Tây Ninh đi anh ơi. Vậy tính lại là quê bà ở đâu? Mô Phật, hát nhiều quá quên. Bà xấu người mà còn xấu nết nữa, trả bù cho tôi. Ý ông nói ông đẹp á hả? Bước ra trọng tâm sân khấu. Mời. Bước ra trọng tâm sân khấu. Ông biết ông già lắm không? Già mà già nát giáo dục, già nhục giáo khoa, già si đa giáo hội, già lầy lội giáo trình, già thước ình giáo sứ, già động ứ một quốc gia. Mà cái độ xấu nó cũng xấu kỳ cục nữa. Xấu mà xấu trong tiềm thức, xấu ra, xấu từ cái buổi mà sơ khai non nước đó. Xấu từ mầm non, xấu sang trung cấp, xấu sập đất bể bờ, xấu nát nhà thờ, xấu dơ bệnh viện, xấu điện Bitexco, xấu solo không đối thủ làm cha già này. Trời đất ơi, xấu mà xấu xanh cả bầu trời, xấu di dời không cần giải tỏa, xấu lan tỏa 100 km/h, xấu thờ ơi nhân loại, xấu bại hoại dân gian, xấu tiêu tan dương thế, xấu ế con gái sơ sinh, xấu điêu linh con trai mới đẻ, xấu một ghẻ luôn bóng gió mới dậy thì. Mà cái thứ xấu âm gì địa ngục này nha, cứ xấu âm gì địa ngục này nè, ra đường á trời không đánh thánh cũng đâm, 15 gram chết đuối. Bà nói tôi mà bà không nhìn lại bà. Tôi sao? Đàn bà con gái gì nhìn như bê đê thái gì đó. Ai xúc phạm nha nha. Ủa, con bò còn đẻ ra con bê, cá còn có cá bóng, mắc cười con người không được bóng được bê. Còn nữa. Ủa, ông bỏ tiền ra vô rạp có phim 4D, 5D, 6D mà ba đây đứng đây cho con miễn phí mà còn chê làm sao. Trời đất ơi. Mà chưa hết, dù gì nhan sắc của tôi á cũng được trùng tu với bác sĩ nổi tiếng trong nghề. Ai? Bác sĩ Trăng Luật. Ở đâu? Trung tâm thẩm mỹ viện Quá Màu, Thịnh Thành Giang. Bà đúng là khách xưa quá rồi. Có đầu tư. Đúng. Ông ơi, lũ bây giờ đó không còn là lũ của ngày xưa nữa. Vậy lũ bây giờ là? Lũ đạn. Tôi biết, tôi dây tôi mượn là ai, sao lầy dữ vậy trời. Hồi còn trẻ đó, tôi dắt trâu ngang ruộng nhà bà nè. Trẻ trâu. Trẻ trâu. Bị lẹ chưa? Duyên giá. Một khi ngôn từ đã bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Đi chưa? Thôi, bớt giận mà. Tôi biết bà nhớ đến tôi. Sao chồng bà đâu? Chết rồi. Ôi sao chết? Ông nghĩ đi, tôi cưới ông về mà ngày nào cũng cầm cái khăn này nè, tôi nhớ tới ông. Ông đập đầu với gối tự tử rồi. Đập đầu với gối mà chết nữa không? Sao chết được trời? Mà bữa đó xui quá, đập mạnh, gối tét, bông gòn bay vô lỗ mũi, ngập thở chết. Vợ tôi cũng mất rồi. Biết chứ, biết hết á. Về đây đi, tôi ông là mặn già, lo cho nhau mà sống. Được hả bà? Được sao? Ý. Gì vậy? Hồi đó má nắm tay, hồi đó má nói cho con trai nắm tay có bầu chết. Vậy thôi. Nắm vô liền. Nhưng mà em kiềm chế được. Bao lâu rồi bà nằm đứng trong con về, sớm hôm sau hè hàng cao úa theo niềm đau, chập chờn xa xa nghe đồn
con về đầu làng. Lòng mừng rưng rưng, mắt cười theo giọt lệ rơi. Tiếng con ra đi, hàng cao mới lên ngang đầu. Lúc nghe con về, chồi măng đã xanh thành tre. Mẹ chờ tin con như cánh đồng chờ mùa mưa tới. Lặng lờ bên sông ngóng tìm nơi nào là con. Trời làm giống tố làm chi chỉ thêm đau lòng. Lại rơi mưa xuống rơi trên cánh đồng đợi chờ. Đừng làm cho chia cách nhau gia đình lìa tan. Mẹ già côi cút thầm mong có con bên cạnh. Dù hạt cơm khô nhưng lòng mẹ ngậm ấm. Một giọt canh chua sớm đây tình mẹ con. Con ra đi, hàng cao mới lên ngang đầu. Lúc nghe con về, chồi măng đã xanh thành tre. Mẹ chờ tin con như cánh đồng chờ mùa mưa tới. Lặng lờ bên sông ngóng tìm nơi nào là con. Trời làm giống tố nào. Dạ em tên là Minh Dự, ngày hôm nay tham gia chương trình Sàn Đấu. Hơi liếu. Hỏi từ Hollywood về hơi liếu. Dạ em tên là Minh Dự, ngày hôm nay em rất vui khi được tham gia chương trình Sàn Đấu ca từ. Dạ. Hết rồi hay gì? Dữ. Mình khai thác thêm đi. Số đo 3 vòng là 90, 108, 95. Dữ ơi, ngoài là mình là một diễn viên ra đúng không? Biết hát, có hát luôn, có đi hát sơ bộ. Hát sơ bộ. Có. Cả lẽ, em ở trong phòng đóng cửa em hát hoài à. Dài gần đây nhất là có bản sách nữa. Dạ sách. Mới tái bản lại đúng không? Dạ. Đó, chia sẻ về quyển sách đi nào. Dạ. Nhưng tiện anh Huy nhắc thì em cũng rất là vui. Bởi vì 3.000 bản sách đầu tiên của em đã cháy hàng rồi. Thì bây giờ là nhà xuất bản mới vừa thông báo là in nói bản thêm 3.000 quyển nữa để phân phối đến các nhà sách và các trang mạng bán online. Ủa, sách em nói về gì vậy? Dạ, tình cảm, tình yêu, cô đơn, đơn phương, đau khổ rồi đó. À, chị tưởng là em tổng hợp mấy câu chửi của em làm thành sách chứ. Cái đó cô Trình đặng ăn rồi nha. Thiệt. Đặc biệt là mấy thánh bán hàng online như Sam nè. Ê, cuốn sách đó ra là nhớ tặng cho chị đầu tiên. Đây gần gần cuối đời em viết. Sao vậy? Nó mới tích tụ được nhiều. Đúng rồi. Mà biết lúc đó chị còn đang đọc không ta? Không sao, chị sẽ đợi em Dự à. Dạ. Chị sẽ đợi em. Dự cũng sở hữu một giọng ca rất thánh thót.
thanh thoát lắm. Anh giới thiệu vừa vừa thôi chứ hát ra chúng chịu dưỡi em. Để anh làm lại. Dư thôi đừng ca nghe cũng được. Cũng được. Nghe cũng bùi bùi tai. Dạ. Nói chung là cũng biết hát đó. Dạ. Hát đi em. Được không? Anh giới thiệu vậy ok. Ủa là mình hát đi em cái đó thở dài. Không giới thiệu vậy được rồi đó. Cái giới thiệu tệ quá cũng kỳ. Hát bài hai ba câu đi nha. Rồi. Luyện thanh chưa? Có một dòng sông chảy dài trong tiếng nhớ. Làng em bên lỡ làng anh ở bên bồi. Mỗi ngày qua sông không còn em đi học. Đi học, đi học. Ngọn gió treo buồn buồn trong nhánh mù. Đó. Nhánh mù. Em nói hay quá. Chị đã cứu vớt lại đời em. Em tính em lên không nổi đó. Đâu, đây em được cái gì em được đó chị. Được không? Em đọc hay. Nè nhánh mù nữa là nhánh. Hai ba nhánh mù con bướm vàng. Ủa trên sao cao quá vậy? Chị hát nghe gió không chứ nghe giọng chị đâu hết trơn á. Thôi cảm ơn hai đội trưởng và xin mời hai bà về vị trí hai chiếc chuông quyền lực của mình ạ. Cha chuông mùa này đẹp nè, tôi nhớ luôn. Giống thấy mấy cái đèn gầy bự bự để trong chùa á. Để thêm hồng công đức rồi đó. Người ta chưa có khắc là con rồng đi lên trển thôi, anh hiểu không? Ê, ba chủ đề tâm linh quá nè. Và xin mời hai đội trưởng hãy lắng nghe phần đầu tiên của chúng tôi, đó chính là phần tuyển thành viên. Sẽ có 4 người chơi lần lượt bước ra thể hiện tài năng ca hát của mình. Hai đội trưởng phải lắng nghe thật kỹ, phỏng vấn họ xem bấm chuông hoài, nghe MC ta nói kìa chị. Không, đây ta... mùa trước làm MC đã rồi, bây giờ phải cho ta nói chứ. Không có lỗi anh ơi, không có lỗi, em có lỗi. Em sợ nhận quả báo lắm. Nếu như mà người chơi đó được cả hai đội trưởng cùng chọn thì người chơi sẽ có quyền chọn ngược lại đội trưởng mà mình muốn về. Sau khi thành lập xong cả hai đội chơi, cả hai đội của chúng ta sẽ bước vào 4 vòng thử thách của chương trình. Đó chính là tàng hình, phản chiếu, truy tìm và biến hóa khôn lường. Bây giờ sẽ là sự xuất hiện của người chơi đầu tiên. Xin mời. Xin chào tất cả các anh chị, xin chào các người khán giả, xin chào các anh trong ban nhạc. Em tên là Cara và hiện tại em 23 tuổi và đang là ca sĩ. Wow. Ca sĩ chuyên nghiệp, đây là một ca sĩ chuyên nghiệp. Bạn biết nhiều thể loại nhạc không? Dạ cũng biết nhiều ạ. Và thể loại sở trường của bạn là gì? Sở trường của em là nhạc trẻ pop, có tiết tấu ạ. Cara hát được bao nhiêu năm rồi Cara? Từ lúc em debut thì hơn 1 năm ạ. Công ty của em có nhận đào tạo học viên không? Đúng vậy. Có ạ, có nhận thực tập sinh ạ. Điều kiện là trẻ trung, năng động và xinh đẹp và hát hay ạ. Vậy là dự không được rồi đó em. Trẻ trung, năng động, xinh đẹp được. Nhưng mà vô học, chưa học sao hát hay được. Là có năng khiếu. Năng khiếu là sao? Dạ là hát được không lệch tông. Không, người ta lạc tông ta mới đi học cho đúng tông. Ê, chứ ơi, ủa sao tự nhiên không đúng không? Bây giờ thà trẻ trung, năng động, hát dở thì nên vô đó học. Chứ trẻ trung năng động hát hay làm ca sĩ luôn rồi. Hát dở nó không cho bà gửi xe luôn á, chứ đừng nó mà vô đó học. Hai đội trưởng có ai chọn máy về đội hay không? Tất nhiên là Trâm sẽ chọn rồi. Tại vì Trâm nghe thấy đây là một cái giọng hát cũng khá là hay, khá là thú vị. Hay hơn chị nhiều. Hay hơn em là chắc rồi đó. Chắc rồi, bị mới chọn mới học á chị. Chọn vậy để dạy mình. Còn có chị mà chọn về điều khiển ta chọn làm gì? Cái kiểu chị nói như... Ê, mời lộn người rồi đó. Cái kiểu chị nói thích ta lắm. Bạn đó là... Trời. Chị nói cho em nghe, đây là cái chương trình xài nấu ca từ này để hát chứ không phải để chửi, nghe chưa? Khẩu hiệp. Mà cái của chị là như thế nào? Thôi xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người. Cho em tâm sự một tí được không? Hồi nãy em nghe có khách mời là anh Dự, em sợ lắm, em sợ ra là bị chửi. Không có đúng chửi, hồi nãy giờ đang chửi chị Trâm. Chọn dạ. Không chọn chân thành. Dạ, dạ. Ê, chị thấy em cũng hát hay. Khá là hay. Nên về đội của chị. Cái mặt chị không xấu như cái mặt của em. Nè bây giờ là Trâm đã chiêu mộ và Dự chiêu mộ sao nghe nè. Đó. Dự chiêu nói mộ nè. Trái tim nè. Về đi. Nó không phải có tâm vậy luôn. Có tâm vậy luôn á. Có tâm vậy luôn. Về đây bên nhau. Ta hát lại tình... Dạ em sẽ lại. Dạ em sai rồi. Mình đã hát chồng. Nhưng khi ta thấy bạn hát đúng tôi hát sai ta cười tôi. Hiểu không? Về đây bên nhau đây. Ta nói lại tình xưa. Dù rằng mình hay sai tông nhưng sẽ biết thì sẽ được. Về đây, về đây. Như vậy là hai đội trưởng đều quyết định là nhấn nút chọn Cara. Bạn được quyền lựa chọn đội trưởng. Hoặc là bạn có thể đưa ra một cái thử thách gì đó cho cả hai đội trưởng cùng làm. Wow, thú vị quá. Trời ơi. Giờ là thử thách chị Trâm chồng chuối đi. Giờ thử thách mình gửi là bạn vui đi. Cái trang phục này chị không chồng chuối được. Nè em, chị là gái đâu có chồng nha em.
Bây giờ thử thách một lần, chị Trâm thì chuyên về hát, anh Dự thì chuyên đóng kịch, thì thôi em chọn một phần thử thách là hai anh chị có thể đọc cho em một đoạn rap. Tại vì em thích nghe rap lắm, thấy em vậy thôi chứ em thích nghe rap lắm. Nhưng mà rap của em là chủ yếu là về thần thái thôi. Đó, đó em thấy chị Trâm vô rồi đó. Chị Trâm vô rồi. Thần thái. Anh Khôi cho em biết. Ê, ê. Chào mừng các bạn đến sàn đấu ca từ một thứ ba rất nhiều hấp dẫn. Hôm nay và Hà Thanh cùng anh Dự đến đây góp cho nhau một điều thật vui vẻ. Vui vui. Và cái chuyện mà tiền đòi thành viên về bên tôi cũng không biết nói gì hơn là mời bạn về. Tôi thì không biết rap, tôi cũng không biết nhảy, tôi không biết hát hay, nhưng mà tôi biết ăn nói nhiều hơn bà này. Thì bạn cứ, trời đất ơi, tôi trốn đây. Em giờ làm gì vậy? Tôi phát hiện ông này, ông không có nhịp. Ông đi trước nhạc không à? Đúng rồi, em làm gì có nhịp chị. Ủa vậy hả? Nhạc cái đâu có trong lòng em. Cái này là R&B mà là rap với bolero nó trộn. Yeah, đó là. Nhưng mà bạn nghe được tài năng rap của hai đội trưởng rồi, bạn sẽ quyết định vào đội nào ạ? Thì lúc này em nói là tiêu chí của em là thiên về thần thái. Đó. Em vừa mới nói thần thái xong là chị Trâm đã vô cái thần thái của em rồi. Dạ rồi, em xin phép về đội của chị Trâm ạ. Yeah. Chúc mừng chị Võ Hải Trâm. Ôi, đây là đội của những cô gái xinh đẹp. Ôi. Vậy là chị Võ Hải Trâm đã tìm về cho mình người chơi đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người chơi thứ hai của ngày hôm nay. Sói ca rồi. Có một điểm đặc biệt là khi mà hát những câu quan trọng nhất đều hướng ánh mắt về Dự hết. Có một cái câu hát mà cho thấy là bạn này rất là nhập tâm khi hát, mà hát là nhìn Dự. Đó. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Ôi. Lần đầu tiên thấy Dự so chuông vậy bộ. Bất biết cỡ. Đó. Tém tém nè em ơi. Hư chuông em ơi. Hư chuông em ơi. Giờ chị có chọn không? Trời đất ơi, tất nhiên là chọn rồi. Trai đẹp mà, soái ca nữa, hát chị hay mê nữa. Chị trai quá à. Trời. Lại chị mới nói có chồng rồi đó chị. Có chồng là một chuyện, nhưng mà giới tính của chị mê trai là bình thường. Trời ơi. Đúng không? Hy vọng chồng chị sẽ đón xem thật này nha chị. Anh cứ xem cũng không hiểu gì đâu. Chàng trai, giới thiệu về mình nha. Xin chào MC, hai khách mời và tất cả các khán giả có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Mình tên là Đinh Duy Khoa, năm nay mình sinh năm 1991. Và công việc của mình là đi hát và kinh doanh tại nhà. Kinh doanh cái gì ạ? Khoa vừa kinh doanh thức ăn vặt, vừa thời trang nam và mỹ phẩm. Nhưng mà kinh doanh đủ thứ gì? Cái giá cả nó là xê xích bao nhiêu? Khoảng bao nhiêu? Khoa kinh doanh những mặt hàng có giá rất là vừa giá với lại từ bao nhiêu tới bao nhiêu khoảng trên lệch? Khoảng từ 500 ngàn đến 100 xuống 100 ngàn. Vậy bán cho em một chút tình cảm của anh được không? Một lời tỏ tình thật lộ liễu. Khoan mà giờ em hỏi nè, anh ở quận mấy? Rồi đó. Khoa ở quận Bình Thạnh. Quận Bình Thạnh. Quận Bình Thạnh gần quận chị. Đi tới nhà anh là đi bằng đường nào là chính? Đi đường bình thường. Đi đường bình thường. Đi đường nào đi vô tim anh? Đường nào cũng vô tim anh được hết á. Tiếp đi em, tiếp đi em, đây ngồi rồi, cho em tỏ tình đó. Là mình mời người ta về phải bằng những câu ngôn tình như vậy chứ. Sao ngồi hết rồi. Bây giờ tình cảm trái tim rồi còn gì nữa Dự? Anh hay đi đâu á? Anh bình thường rảnh anh hay đi đâu? Khoa rảnh thì Khoa hay đi ăn uống với lại đi hát karaoke. Có một chỗ anh đi mà anh quên đó. Anh đi vô tim em rồi nè. Lần đầu tiên sân khấu này như là còn chỉ có hai người thôi. Nó tràn ngập một màu hồng. Hạnh phúc lắm. Hạnh phúc lãng mạn lắm. Khoa ơi, bạn biết hát bao nhiêu thể loại nhạc và đam mê nhất là thể loại âm nhạc gì? Khoa thích nhất là pop, ballad và Khoa có thể hát nhạc sôi động. Có thuộc lời nhiều bài hát không? Cũng biết nhiều nhưng mà hay quên lời lắm. Bình thường đi diễn là chừng quên lời. Em cũng hay quên lắm. Lâu lâu em nhớ là nhớ anh á.
Dự ơi, tập sách kế tiếp của em, anh biết tập sách gì rồi? Tập sách gì? Tuyển tập các loại thính. Bây giờ mình quay vấn đề chính, hai đội trưởng có ai chọn không nè? Dự đã chọn rồi nè. Thì đó, nãy giờ là cái lời vàng ý ngọc em nói ra hết rồi. Thôi ơi, vậy là chị không thể nào mà cướp em từ tay Dự, tại vì chị sợ là mỗi đêm chị sẽ hắt xì. Chị tác hợp cho hai đứa rất là đẹp đôi. Ồ, chị nhắm chi dành không lại, chứ nói chị nhường làm gì kỳ người ta chị. Chị là chị lớn, người lớn là chị không. Người lớn mà chơi kỳ là cũng kỳ à chị. Ừ, nhưng mà chị đâu có chơi kỳ đâu em, nghĩ sao vậy bây giờ? Tự nhiên em bây giờ nãy giờ em đang dành bình thường người ta, cái người đầu tiên chị dành bình thường tới giờ người chị nói chuyện nhường nhường là em mất cái mặt em, chị hiểu không? Dạ thưa anh Dự, bây giờ thì em nghĩ là Khoa rất là phù hợp với anh. Chị trốn tránh, chị nhắm chi dành không lại chứ. Nhắm dành không lại cái thôi, hai người hợp với nhau chị phải giành công bằng, cuối cùng chị thua em mới là vinh hạnh, chị hiểu không? Thôi em về lẹ đi, nó chửi chị tới cuối chương trình luôn. Khoa chọn ai ạ? Trâm thì Khoa rất là yêu thích giọng hát của Trâm. Dự thì nói chung là đêm nào cũng xem clip của Dự hết đó, thấy chưa? Tại xong xem là không xem ban ngày, phải xem ban đêm. Có cái điều đặc biệt ban đêm đó, không gian yên tĩnh, nghe giọng của Dự cho dễ ngủ, nhiều cảm xúc dâng trào đó. Ngày hôm nay thấy Dự ngồi đây nữa, hát một câu: vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Cười lại cái đó rồi, chị nãy vui ơi. Chứ em có vui chị ơi. Quyết định của bạn là vậy Khoa xin phép được chọn Dự. Về đây ngồi. Rồi đó. Cảm thấy trong chương trình này dường như không có ai làm hài lòng Dự hết trơn. Đó Khoa. Đó. Rồi quên nữa. Sáng nay á em uống trà mà nước trà nó hơi nhạt. Anh cười cái cho em thấy ngọt được không? Đó. Thấy chưa? Rồi. Anh ơi, mời người anh thứ ba ra liền. Mời người thứ ba ra liền. Xin mời người chơi thứ ba. Dạ, xin chào các anh chị, các bạn ở trường quay. Và em xin tự giới thiệu, em là Trần Thị Như Mai. Hiện nay là sinh viên và công việc làm thêm của em là đi hát và làm MC phòng trà. Giọng hát rất nội lực. Nãy giờ mà Mai hát là nhìn Dự không? Ồ, nhưng mà tại sao mà vậy Mai? Yêu thương là chỉ Dự không? Ví dụ mà không? Yêu thương trao tình là cũng chỉ của em luôn nữa, là biết về đời của em rồi. Đó. Hay là mình khỏi tranh cãi luôn, về đời Dự luôn. Không cãi nữa đâu, cãi. Dạ, em rất là thích chị Hạ Trâm. Dạ. Trời. Dạ em rất là thích chị, em rất là hâm mộ chị. Châu là câu anh mà em chỉ chị thì kìa. Ý là người ta chỉ em cho kiểu qua đường thôi đó Dự. Là chỉ Dự cho Dự đỡ buồn hả? Nét nhạc buồn, gương mặt đượm buồn, cảnh nhân vật khóc sướt mướt trên đường, tự nhủ mình đã bị hố hàng. Tôi biết rồi, tôi biết họ đẹp, họ sang, họ nhà cao cửa rộng, nên mai đắm mai say, mai mơ mai mộng, chứ còn nhớ chi em người con trai quê mùa. Ủa người sao không con trai là không gì, con lời là con gái mà mình hát con gái thì kỳ quá, thì con trai. Chúng ta khai thác thêm xem là bạn ấy có thuộc nhiều thể loại âm nhạc hay không, và bạn biết nhiều bài hát hay không. Dạ, với cái kinh nghiệm mà làm MC phòng trà hát với nhau như em thì tất cả các thể loại thì em đều nắm rất rõ. Đúng rồi. Và em nghĩ là với cái khả năng của em thì em có thể giúp đội các anh chị có thể giành được giải nhất trong ngày hôm nay. Bây giờ để tránh cái phần mà mình tranh cãi như cái lần trước á, cho Dự nó đỡ bị mất nghiệp á, thì Dự ơi, không biết là với cái tình cảm của em dành cho bạn gái đây chị thì... là cái kiểu mà nhường em nói trước á, chị hiểu không? Chị người lớn chị chơi công bằng đi, cái thì kiểu mà chị nhường người... nhường em không, người ta nói là lớn là phải nhường nhỏ đó. Rồi thực ra thì nãy bạn nói là bạn có khả năng giúp đỡ những khách mời thì thôi, lá đành đùm lá rách. Cứu khổ cứu nạn. Cái gì vậy? Sao giống đi thì chùa chiện? Thì về đội của Dự, giúp Dự chiến thắng chị Trâm một lần với được không? Dạ em rất là vinh hạnh, cảm ơn anh Dự. Rồi đó, chị không có dám dành cho nó đâu em. Bạn mới vinh hạnh thôi nha, chưa có nói về. Đó. Em mới cảm ơn thôi à, em đang chờ chị Trâm. Bây giờ chị nghĩ là thôi thì nếu mà Dự nói lá lành đùm lá rách, làm sao mà em có thể ví người bạn của mình như là lá rách rồi đùm lá lành rồi cứu giúp. Em nói bạn là lá lành, em là lá rách mà. Nhưng mà còn nhưng có người dập lá rách là chị hiểu không? Chị là người bị dập lá rách đó, chị hiểu không? Bây giờ chị là người dập lá rách, em có thể em về em cứu giúp cái lá rách của chị được không?
tên là ca sĩ, chứ đâu phải phát thiệt bác sĩ phẫu thuật đâu mà giúp chị giá cái lá lách chị lại. Chị phải nhường cho em. Để em sẽ biết được nói thêm là ngoài khả năng mà em am hiểu các dòng nhạc thì em còn hát hay các tất cả các dòng nhạc ạ. Và em rất là thích chị Hà Trâm và đã từng đi show với chị một hai lần. Ủa vậy hả? Không, không vậy giữ, vậy giữ, em giữ hát được hết tất cả các dòng nhạc luôn. Nhưng mà hát dở thôi em, chị hát được mà chị hát hay hơn. Bây giờ cho chị hát hay hơn về giờ... chị bị lu mờ bởi chị. Về những người hát dở thì không bao giờ bị lu mờ hết trơn. Nâng bây giờ nè, em thử thách hai anh chị đi. Là được biết là em khả năng hát tiếng Anh rất là tốt. Bây giờ thử hai đội trưởng ai hát tiếng Anh mình về rồi đó. Đúng yeah. rồi. This girl is on fire. This girl is on fire. Dự ơi tới em đó. Rồi giống tiếng Anh chỉ có hai câu vậy thôi đó hả? Ừ vậy thôi. Dự. Một bài tiếng Anh rất nổi tiếng. Lỗi chị em hát ra là mọi người đều nể em. Em hát được 5 câu luôn. Ôi ok. Lên em. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bố tiếng Anh em nó quá nhiều đi. Nhiều hơn chị nữa. Đa dạng. Dạ vâng ạ. Và em có ý kiến là 5 ngày nữa là sinh nhật tròn 20 tuổi của em. Wow. Nên là ca khúc vừa rồi của anh Vũ là em rất là xúc động. Trời ơi. Em về đội nào ạ? Vậy là em lựa chọn. Em rất là thương và thích chị Trâm. Tại vì em biết khả năng của chị rất là giỏi và chị hát rất là hay. Nên là em nghĩ là em sẽ đẹp hơn và xinh đẹp hơn, hát hay hơn sau khi về với anh Vũ. Chúc mừng. Yeah. Đó, ngồi bên đây đúng không anh? Trai xinh gái đẹp. Rồi dự, từ bây giờ em đứng lại cái chuông này là em không được nói câu nào nữa nha. Không. Đứng đó xong rồi khóa lại nha. Nha. Coi như là phần đột bổn phần của em đã hết rồi, còn lại là của chị đó. Như vậy đội Minh Dự đã có được 2 thành viên rồi. Và đội Võ Hạ Trâm vẫn còn thiếu 1 thành viên. Một lát cái người kia em dành luôn cho chị Trâm đi về khỏi chơi. Lượt chơi là thành viên cuối cùng này sẽ thuộc về đội của Võ Hạ Trâm. Đọc ẩn số. Ẩn số đó nha, để biết xem. Đâu chùm cuối. Xin mời người chơi cuối cùng. Wow. Ây da. Ây da. Ây body with some noise. Come on. Phải tập làm quen tất cả những thứ ta nghĩ sẽ không đổi thay. Nhắm mắt nhắm mũi sang còn thấy hương vị đắng cay này này. Cầm lên lá bài mà xem và tên người ai kịp nhìn thấy. Và rồi đến khi bắt đầu cuộc chơi ta mới biết tất cả sẽ hay như vậy. Không lời chia tay nào ai hay. Chợt tan biến như là cơn gió vô tình. Đang chốc mây rồi mới đến nơi này. Anh yêu tình như đang dài theo đêm. Ngày thêm nhớ đêm càng thêm nhớ bóng hình. Và mới đó thôi giờ đã khuất xa rồi. Có người nói rằng đã nhìn thấy em cùng bóng hình khác lạ nó cười mới đây thôi. Biết là tháng ngày ấm nồng đã qua rồi. Cứ chờ mãi chờ có ngày người sẽ qua. Yêu gì khiến anh tồn tại để đón bình minh điện mới sáng mai.
chàng trai chúng ta bị đứng hình. Thế cái này là phần trình diễn kết hợp Tây Nam Bộ. Excuse me, where you from? Annyeonghaseyo. Korea. Không, em thích Korea thôi, mà người Việt. Lấy cái quần đội vào, úp mặt vào tường đi nhá. Xin mời bạn hãy giới thiệu với mình ạ. Cho em xin gửi lời chào đến bốn anh chị rất là xinh trai đẹp gái và tất cả các bạn đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay. Em là Avilu. Avilu. Em đang là ca sĩ. Avilu, bạn là người nước ngoài hay là đó là nghệ danh của bạn? Nghệ danh ạ. Nghệ danh thôi, giống như là em nè, Sam. Em là Sam mà đúng hơn. Bạn đi hát được bao nhiêu lâu rồi Avilu? Dạ được hơn một năm ạ. Em chơi nhạc gì? Em nhạc nào cũng quẩy hết, nhạc nào cũng nhảy hết. Vậy là Bolero cũng nhảy đúng không? Dạ được ạ. Thử luôn anh. Hai anh chị hát đôi đôi của em nhảy. Bà vũ công luôn đó. Hai. Bà gì? Ngày xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca. Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà chung bước mượt mà. Trời ơi, dễ thương quá. Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Vô cải lương em, cải lương em. Cải lương. Gió lại cành cây. Gió lại cành cây nhang lòng. Hát câu âu nhớ nhau. Chim chiều lẻ bạn ngoài sông. Ai còn ai đợi mà mong. Tê. Ngày nào. Đúng rồi, trời ơi. Cảm ơn bạn và xin chúc mừng bạn về với đội của Võ Hạ Trâm. Chúc mừng chị đã về với vòng trái của mẹ. Cái này rồi. Cái giỏi gì vậy?